buổi trước là chúng ta đã làm quen với lại các cái công cụ tạo hiệu ứng ở trong Corel Draw. Chúng ta đã làm quen với lại công cụ Transparency để làm trong các đối tượng. Ngoài ra thì chúng ta cũng làm quen với hai thứ, đó là Xtreme để tạo cái không gian 3 chiều ảo cho Corel Draw và Envelope để làm biến dạng cái đối tượng theo một khuôn mẫu cho sẵn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với lại các công cụ còn lại trong nhóm tạo hiệu ứng, bao gồm Distort, Blend, Contour và Draw Shadow. Trước hết là chúng ta làm việc với Distort. Công cụ Distort thì cái tính chất của nó cũng là làm biến dạng các đối tượng. Tuy nhiên là nó làm biến dạng trực tiếp luôn vào trong đối tượng, chứ nó không thông qua một cái khuôn mẫu giống như là thằng Envelope. Cái thao tác thì nó rất là trực quan. Chúng ta chọn một đối tượng muốn làm biến dạng, sau đó thì chọn công cụ Distort. Distort thì cung cấp cho chúng ta ba cái biến dạng khác nhau, bao gồm Push and Pull Distort, Zipper Distort và Twister Distort. Trước hết là chúng ta làm quen với kiểu đầu tiên, Push and Pull. Thao tác trực quan như sau: chúng ta nhấp chọn công cụ, sau đó thì bấm vào đối tượng, hoặc là kéo sang phải hoặc là kéo sang trái thì chúng ta sẽ được hoặc là push hoặc là pull. Tâm biến dạng nó sẽ nằm tại tâm của đối tượng, và cái điểm mà điều khiển biến dạng thì nó sẽ có hình vuông. Chúng ta nhấp vào đó và chúng ta có thể kéo sang trái hoặc sang phải. Tuy nhiên ở trong cái thao tác thì chúng ta lưu ý là nó có phụ thuộc vào cái trường push and pull amplitude, và chúng ta có thể kéo sang trái hoặc sang phải maximum là 200, một cái là dương 200 và một cái là âm 200. Hai thằng này thì nó làm việc theo cái phương cách là ngược nhau. Các bạn để ý khi mà chúng ta tác động vào hoặc là push hoặc là pull thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái là nó sẽ tác động vào các cạnh của đối tượng mà đang được chọn, và đồng thời là làm đẩy nó ra ở các góc. Thế còn cái kia thì ngược lại, là nó sẽ đẩy vào các góc của đối tượng và làm phình ra ở các cái cạnh của đối tượng. Đấy. Và thao tác này thì nó làm biến dạng rất là đều. Tuy nhiên chúng ta có thể điều khiển với hai cách. Một là thay đổi cái giá trị amplitude. Hai là các bạn còn có thêm một cái thao tác nữa có thể làm, đó là bấm vào cái tâm biến dạng. Đó. Các bạn có thể bấm vào tâm biến dạng và kéo nó tới cái góc mà các bạn muốn. Thì cái tâm biến dạng dịch chuyển thì nó cũng sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó thay đổi cái hình dáng. Tâm này cũng có thể là kéo vào trong, cũng có thể kéo ra ngoài, không nhất thiết là nằm vào một chỗ cố định. Và nếu như mà các bạn muốn thì các bạn còn có thể thực hiện một vài cái thao tác nữa như sau. Ngoài cái giá trị amplitude rồi thay đổi tâm thì các bạn còn có thể xử lý thêm như thế này. Một là nếu như các bạn không ưng với lại cái thao tác mà dịch tâm, các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng ngay phía sau của ba cái biểu tượng các loại biến dạng, đó là cái Center Distortion. Khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ giả cái tâm biến dạng trở về đúng tâm của đối tượng, dẫn tới một cái biến dạng cân đối như ban đầu. Thứ hai là các bạn có một cái nút nữa sau cái giá trị amplitude, đó là Add New Distortion, có nghĩa là chúng ta có thể tạo thêm một cái biến dạng chồng trong biến dạng. Tức là một đối tượng này chúng ta có thể làm nhiều cấp, cũng giống như là một cái group, chúng ta có thể group với các đối tượng khác nhiều lần, hoặc là cái lệnh hôm trước, đó là lệnh gì nhỉ? Power Clip, chúng ta có thể Power Clip nhiều lần, nhiều tầng, thì biến dạng nó cũng thế. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái lệnh là lệnh Copy Distortion.
Có nghĩa là khi tôi có một cái đối tượng khác mà tôi lại muốn làm biến dạng, nhưng mà không phải làm biến dạng từ đầu mà lại biến dạng theo một đối tượng đã có, thì chúng ta thay vì việc thao tác trực tiếp cho đối tượng thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Copy Distortion Property. Sau đó khi mũi tên đen hiện ra, các bạn kích vào cái đối tượng đã được áp dụng distort thì nó sẽ học theo cái phương pháp distort đã từng được áp dụng cho cái đối tượng này, nó đưa vào trong đối tượng mới. Để xóa bỏ thì chúng ta chọn vào clear distortion thì nó sẽ giả cái đối tượng về bản nguyên bản ban đầu. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng là với một cái đối tượng mà đã được distort nhiều lần thì mỗi một lần chúng ta nhấp vào cái lệnh clear distortion này thì nó chỉ tháo gỡ một cấp độ distort mà chúng ta đã áp dụng thôi. Áp dụng bao nhiêu lần thì phải ấn từng đấy lần vào cái lệnh clear distortion này thì nó mới tháo gỡ hết tất cả những biến dạng đó và nó trả cho cái đối tượng về nguyên bản. Thế còn cái nút cuối cùng này ở đây thì là nút Convert to Curve hay là lệnh Ctrl Q, có nghĩa là khi tôi bấm vào đây thì nó sẽ đưa cái đối tượng này thành ra một cái đối tượng mới có hình hài như thế này luôn, và lúc này không có liên quan gì tới cái lệnh distort nữa. Đây tôi bấm vào đây đó thì sẽ không còn tâm biến dạng, không còn cái điều khiển để làm biến dạng đối tượng tiếp, mà nó trở thành một đối tượng có hình hài như này, coi như thay thế luôn cho cái hình hài gốc của đối tượng luôn, và chấp nhận đây là một hình hài mới. Thế thì đấy là thao tác distort với cái biến dạng đầu tiên mà chúng ta có thể làm push and pull, đó, đẩy vào hoặc là kéo. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp tới cái biến dạng thứ hai. Biến dạng thứ hai nó có tên là shipper. Cái tùy biến này thì nó sẽ làm biến dạng đối tượng theo cách là nhấp kéo thẳng trên đối tượng và làm cho biên của đối tượng nó sẽ bị biến đổi, nó sẽ bị dao động theo hình răng cưa. Đây, tôi nhấp chuột vào và tôi kéo. Kéo sang phải, kéo sang trái cũng thế thôi, không có gì khác cả. Và các bạn sẽ thấy là tối đa chúng ta có cái giá trị shipper amplitude nó sẽ là 100. Tham số càng lớn thì cái cường độ dao động của cái đường biên nó sẽ càng cao. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp tới một cái giá trị thứ hai, đó là giá trị zipper frequency. Giá trị này thì tương ứng với lại cái con trượt hình chữ nhật mà các bạn đang nhìn thấy ở đây. Các bạn có thể nhấp chuột vào đây và các bạn kéo cái con trượt này về phía điểm điều khiển của thao tác zipper. Nó sẽ tăng tương ứng một cái con số ở trong cái trường zipper frequency ở trên property. Lúc này thì không phải là cái cường độ dao động lên xuống cao hay thấp, mà đây là số lượng các cái lần dao động thì nó sẽ trở nên tăng lên cao nếu như mà chúng ta tăng cái con số shipper frequency này. Càng kéo thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái sóng, nhiều 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 cái lượt di động lên xuống. Cũng giống như là push and pull, chúng ta có thể là bấm vào cái điểm tâm của cái thao tác này và chúng ta kéo nó sang một cái vị trí mà chúng ta muốn. Kéo ra phía nào thì cái tâm của cái đó nó dịch chuyển và đồng thời nó làm cho cái biến dạng nó tập trung về phía đó nhiều hơn. Đó. Rất rõ ràng, rất trực quan. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta có mấy cái vấn đề, mấy cái biến thể. Đó là chúng ta có ba cái tùy chọn. Một là randomize distort, hai là smooth distortion và thứ ba là locally distortion. Lần lượt chúng ta có thể áp dụng từng cái một hoặc là cả ba hoặc là từng cặp. Đấy. Đầu tiên là cái randomize distortion. Đây, chúng ta cùng nhau xem. Randomize
Khi tôi bấm vào đây thì cái sự biến dạng này nó sẽ trở nên là không đều nữa. Trước đây là nếu mà không bấm vào đây, không bấm vào cái biểu tượng randomize này, thì cái lực tác động của cái thao tác, lực biến đổi của cái thao tác này nó sẽ chia đều lên tất cả các cái phần của cái cạnh, và cái sự dao động này nó cũng tạo nên các cái đường răng cưa rất là đều. Đấy, lên xuống rất đều. Tuy nhiên nếu như mà tôi bấm vào randomize này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái tính ngẫu nhiên, bắt đầu có tính ngẫu nhiên và nó sẽ có cái dao động không đều nữa. Sẽ có phần nhiều, sẽ có phần ít. Nó chia không 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 có tính chất đều đặn như trước đây. Trường hợp thứ hai, cái biến thể thứ hai đó là smooth distortion. Smooth distortion thì khi mà tôi nhấp vào đây thì thay vì tạo ra một cái biến dạng rất là sắc, đó, các cái đường dao động rất là nhỏ, thì bây giờ nó bắt đầu là mềm. Cái này thì dụng rất là dễ hiểu. Chúng ta sẽ thấy rằng là các cái điểm mà điều khiển biến dạng trước đây là nó đi theo cái điểm điều khiển dạng đường thẳng, thì bây giờ là nó đã được biến đổi sang thành dạng đường cong. Do đó nó làm cho cái đường biến dạng này của chúng ta nó trở nên mềm mại tròn trịa như thế này. Thế còn ở cái trường hợp thứ ba mà chúng ta có thể làm đó là localize distortion, thì trường hợp này nó sẽ giúp cho cái biến dạng này của chúng ta nó đi về gần hơn với lại cái hình dáng gốc của cái đối tượng. Đấy. Đây, tôi xóa bỏ cái này. Đó. Bây giờ tôi lại gỡ này. Bây giờ chúng ta xem kỹ lại nhá, cái đường biên gốc của đối tượng nó nằm ở đâu. Đây là đường biên gốc của đối tượng, đúng không? Bây giờ chúng ta làm thao tác lại. Thì các bạn nhìn thấy là cái thao tác của chúng ta nó sẽ làm cho cái biến dạng này nó vượt ra khỏi cái phạm vi gốc của đối tượng tương đối là nhiều. Tuy nhiên nếu như tôi nhấn vào cái lệnh localize này thì các bạn thấy rằng cái biên dao động nó sẽ giảm đi. Biên dao động nó sẽ giảm đi. Có dao động nhưng mà nó về sát hơn so với lại cái phạm vi chu vi ban đầu của đối tượng gốc của chúng ta. Và tất nhiên là các bạn có thể áp dụng cả mấy cái này cùng một lúc. Đó. Thế còn lại những cái thứ mà chúng ta đã giới thiệu ở trong cái trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp push and pull, ví dụ như là center distortion này, rồi thì add new distortion này, copy này, rồi clear và convert to curve thì đều có giá trị. Chúng ta cũng có thể áp dụng nó cho cái trường hợp biến thể thứ hai là shipper. Thế còn biến thể thứ ba thì sao? Biến thể thứ ba thì chúng ta có một cái nó gọi là twister distortion. Twister distortion thì nó không phải là kéo một cách bình thường giống như là push and pull nữa, mà nó sẽ là nhấp giữ chuột và sau đó thì chúng ta dê chuột theo cái đường xoắn này, nhấp chuột này sẽ xuất hiện cái tâm và điểm điều khiển. Thay vì là kéo theo chiều ngang sang phải hoặc sang trái giống như trước, hoặc kể cả kéo lên trước hoặc là kéo lên trên hoặc xuống dưới, thì cái này của chúng ta nó sẽ là gì ạ? Thao tác vặn xoắn. Vặn xoắn đến đâu thì đối tượng của chúng ta nó sẽ bị xoáy đi đến đó. Cái này thì nó phụ thuộc vào số lượng vặn xoắn, chứ còn cái thao tác mà chúng ta kéo dài cái điểm điều khiển ra hay là thu ngắn lại thì cũng không giải quyết cái gì cả, mà là phụ thuộc hoàn toàn vào cái số lượng lần vặn xoắn và cái vị trí của cái tâm. Các bạn dịch cái tâm đi đến đâu thì nó sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó thay đổi đến đó. Chúng ta có mấy cái option cho cái biến thể này. Một là chiều. Đó, thì chúng ta có hai cái chiều là clockwise và counterclockwise, thì nó sẽ làm
tác động tới cái sự bạn xoắn sang bên phải hay bên trái. Complete rotation, tham số này nếu mà chúng ta tăng lên càng cao thì cái số vòng bạn xoắn nó càng nhiều. Cái này thì thay thế cho việc quay bằng tay, nó bạn xoắn hình bằng tay thì chúng ta có thể nhấp vào cái trường complex rotation để chúng ta tăng cái số lượng lượt vặn lên. Cái degree này thì là nó sẽ thay thế cho cái thao tác gọi là làm việc bằng tay của chúng ta. Đấy, quay một cái góc bao nhiêu khi mà chúng ta cầm vào cái điểm này, chúng ta nhấp vào cái điểm này chúng ta vặn, thì cái thao tác là xoay góc độ bao nhiêu thì nó sẽ tác động trực tiếp lên đối tượng và nó thể hiện thế này, hoặc là do chúng ta kéo. Thế và các cái thao tác là add new rồi copy, hoặc là clear distortion, hoặc là convert to curve, vân vân, hoặc là center distortion, cũng giống như là các trường hợp kia. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp ba cái cùng với nhau. Đấy, cả ba biến thể vào với nhau cũng được. Tức là chúng ta nhấn tiếp vào add new distortion, sau đó chúng ta lại áp dụng những cái thao tác về đây ạ. Add thêm nữa, đúng không? Các bạn có thể tạo ra được những cái biến thể nói chung là rất là lạ mắt. Khi nào mà chúng ta kiếm tìm một cái hiệu ứng tương đối đặc biệt một chút thì các bạn có thể sử dụng cái này làm biến dạng các đối tượng và gây ra một cái hiệu quả thị giác mà nó. Các bạn có thể sử dụng các cái này, ví dụ như là cần tìm kiếm một cái sự biến dạng để làm cho người ta phải chú ý. Thường thường thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ sử dụng nó trong cái trường hợp là làm việc với những cái hình mà rất là cụ thể, những cái hình hài, những cái đối tượng mà chúng ta biết rất rõ về mặt hình thức. Thế thông qua cái công cụ này chúng ta sẽ làm cho nó biến đổi đi một chút, và khi một cái đối tượng mà chúng ta biết rất rõ rồi mà chúng ta lại thấy nó không ở cái trạng thái mà thông thường thì bao giờ nó cũng gây ra một cái sự thắc mắc. Người ta sẽ lập tức nhìn vào nó ngay và tại sao cái này nó lại không giống như bình thường nhỉ, đúng không? Ví dụ như là một cái thay vì việc là các bạn phải đi tìm tòi, các bạn tìm một cái phông gì đó chẳng hạn, đó, các bạn tìm một cái phông gì đó thì có thể là các bạn sẽ không phải đi tìm nữa. Đó, ví dụ chúng ta sẽ làm thay đổi nó đi bằng bằng cái công cụ này. Các bạn có thể áp dụng các công cụ này một chút thì các bạn sẽ có được những cái phông chữ, sẽ có những cái hình hài mà nó lạ mắt đi, đúng không? Không nhất thiết là phải đi tìm phông ở đâu cả, tự chúng ta sẽ làm cho đối tượng nó biến dạng theo ý của chúng ta. Và thông qua cái sự biến dạng này thì chúng ta mặc nhiên là chúng ta có một cái phông mới rồi, trông nó cũng sẽ tương đối là lạ kỳ, tương đối là khiêu khích thị giác, mà chắc chắn rằng là các bạn nhìn vào trong một cái thiết kế thấy những cái dạng phông kiểu này thì các bạn sẽ để ý ngay. Đấy, cũng không cần phải suốt ngày lên trên mạng đi lục lọi tìm kiếm các cái kiểu phông nữa. Thay vì thế thì chúng ta sẽ trực tiếp làm biến đổi luôn. Hoặc là ví dụ các bạn sẽ gặp những cái trường hợp như thế này, chẳng hạn như là tôi vẽ ra một cái này chẳng hạn,
ví dụ rất là nhiều các hình dạng giống như là cái gì nhỉ, giống như là cái tem thì chúng ta có thể làm thành một cái tem tròn như thế này, răng tròn đều. Trường hợp này hôm nay là máy này đang có vấn đề một chút, để tôi kiểm tra lại xem nhé, tại sao nó lại không đều. Về mặt nguyên tắc là nó sẽ vào tâm. Thử là một bạn khác nhé, đây hình tròn này, biến dạng này, chọn kiểu thứ hai là zipper này. À, hơi lạ nhỉ, tại sao nó lại không đều, nó lại bị đang có một chút gì đấy nó bị lỗi ở cái đấy này rồi. Tại vì về nguyên tắc là nó sẽ làm đều từ tâm. Đấy, và sau khi mà chúng ta làm như thế này đó, chúng ta làm như thế này xong rồi thì chúng ta sẽ làm thêm một cái chút cái trường là smooth distortion, thì mình sẽ làm cho nó rất là đều đấy. À, máy em cũng bị thế à? Ô, tại sao cái đợt này nó lại kỳ lạ thế nhỉ? Rất nhiều thứ chúng ta có thể là áp dụng với lại cái công cụ này để chúng ta làm. Đấy, push and pull, zipper, twister, tất cả nếu mà khéo làm thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các biến dạng đặc biệt. Ok, như vậy là chúng ta đã giới thiệu qua cái công cụ tiếp theo ở trong cái nhóm công cụ, đó là công cụ distort với ba cái biến thể của nó là push and pull, zipper và twister.